ngày 27 tháng 3 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty EPS và công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Hiệp Phước đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước giai đoạn 1 công suất 1.200 MW. Theo đó, công ty EPS sẽ cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Hiệp Phước thực hiện các công tác bảo dưỡng thường xuyên, đột xuất và cung cấp nhân sự vận hành chất lượng cao cho nhà máy trong vòng 12 năm. EPS cũng đã có sẵn sàng trong cái nguồn lực để đảm bảo cho cái dự án này. Thì chúng tôi đánh giá EPS là đơn vị có đủ năng lực về mặt kỹ thuật, có đủ năng lực về mặt tài chính cũng như có đủ kinh nghiệm để làm công tác đại tu sửa chữa tổ máy. Đây là một sự khởi đầu để cho EPS cũng như Tổng ty Phát điện 3 phát triển mạnh hơn nữa cái mảng dịch vụ mà rất là nhiều tiềm năng về vận hành và bảo dưỡng sửa chữa. Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh là dự án quan trọng trong chương trình quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động năm 2025, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh